kính thưa quý vị, từ lâu khi nhắc về Tháp 10, Đồng Tháp là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những cánh đồng sen bạt ngàn, tỏa hương, thơm ngát. Hôm nay về với Tháp 10, chúng ta sẽ được tham quan trải nghiệm hoạt động chợ quê Gò Tháp tại đây với nhiều món ăn đặc sản nhân gian miệt vườn độc đáo. Với không gian thoáng mát, đậm chất thôn quê, phiên chợ đang là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách gần xa. Nhằm phục dựng lại nét văn hóa chợ quê truyền thống, đồng thời phát huy giá trị bản địa đặc trưng độc đáo, huyện Tháp 10 tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức phiên chợ quê Gò Tháp. Ẩm thực chợ quê với hơn 30 loại bánh dân gian, vừa ngon vừa rẻ, khơi gợi miền ký ức tuổi thơ, xưa cũ là điểm dừng chân thu hút đông đảo du khách tại phiên chợ. Ở đây có những cái mái lá, những cái quầy hàng rất là chân chất mộc mạc, đưa tôi về với ký ức tuổi thơ. Còn về các mặt hàng buôn bán, các món ăn buôn bán đó, thì tôi thấy là có rất nhiều loại bánh mà chỉ có tuổi thơ của tôi mới có. Hôm nay tôi đến đây thì tôi đã dường như là được quay về với tuổi thơ và lần đầu tiên gặp lại nó. Phiên chợ ở nơi đây rất là nhộn nhịp và nhìn cảnh bà con cũng giống như là tất cả các gian hàng, hàng quán bán ở nơi đây rất là nhiều, rất là đông và tôi cảm thấy rất là thích thú vì ở Đồng Tháp có một chợ quê như thế. Dạ chị ơi, cho em hỏi là về giá cả các loại bánh này như thế nào vậy chị? Dạ, như bánh bông lan này á, thì một cặp vậy là 15.000. Còn bánh ít trần á, là 5.000 một cái. Bánh bò, bánh da lợn là 2.000 đồng một cái. Như bánh hoa sen như vậy á, là 2 cái là 15.000. Còn những loại bánh như bánh mì sợi, bánh bèo là 10.000 một hộp ạ. Phiên chợ còn có rất nhiều món ngon ăn no bụng như cháo cá lóc đồng rau đắng, cháo ếch, cháo vịt xiêm, cá lóc đồng nướng ăn cùng lá sen non, ốc luộc sả cùng nhiều loại trái cây đặc sản được trưng bày bắt mắt, ngon lành. Ngoài thưởng thức ẩm thực đồng quê, du khách còn được thưởng thức và giao lưu đờn ca tài tử, một nét văn hóa không thể thiếu của người Nam Bộ. Chợ quê Gò Tháp được tổ chức định kỳ vào lúc 15 giờ thứ bảy của tuần cuối mỗi tháng. Đến nay đã tổ chức được 5 phiên chợ, mỗi phiên thu hút đến vài ngàn lượt khách. Qua các kỳ tổ chức thì cái lượng khách trung bình từ khoảng 3.000 đến 8.000 lượt khách trên một phiên. Đó là doanh thu thì khoảng từ 200 đến 400 triệu trên một phiên. Do đó thì cũng giải quyết được cái công ăn việc làm cho bà con nông dân đây khoảng trên 90 hộ. Đó là góp phần cho tăng cái thu nhập cho người dân ở là tỉnh Đồng Tháp. Bà con mình có chi đem bán cái đấy, rồi tự làm ra những cái sản phẩm ví dụ như bánh hoặc là nước uống nhân dân thì và ngon, đảm bảo vệ sinh và giá cả rất là rẻ. Do đó mà tôi nghĩ rằng cái phương hướng sắp tới về tương lai thì cái chợ quê này sẽ phát triển hơn nữa và sẽ đón nhiều cái lượng khách đến với chợ quê mình nhiều hơn nữa. Sau thời gian trầm lắng vì ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng với sự cố gắng nỗ lực, thích ứng và đổi mới với nhiều cách làm đột phá, đến nay ngành du lịch Tháp 10 đã khởi sắc hơn. Thành công của chợ quê Gò Tháp đã nói lên điều đó, bởi ngoài phục dựng nét văn hóa độc đáo miền quê Nam Bộ, giúp nâng tầm giá trị di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, còn giúp nâng cao đời sống cộng đồng dân cư, gắn với phát triển du lịch, kinh tế, xã hội của địa phương.